Hà Sa thân ái kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VTV. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình phóng sự cộng đồng của chúng tôi. Ngày hôm nay là thứ bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018 và Hà Sa đang có mặt tại Downtown of Plano để đưa đến cho quý vị những hình ảnh của sự kiện có tên là Plano Asia Festival được tổ chức thường niên hàng năm, và năm nay đặc biệt cũng là kỷ niệm lần thứ 15 của sự kiện này. Ngay bây giờ Hà Sa sẽ không để quý vị chờ lâu nữa, kính mời quý vị đến với những hình ảnh trong sự kiện này. Chị tên Ngọc, chào tất cả các khán giả. Hôm nay là lần đầu tiên được trình bày cái gian hàng của Việt Nam ở đây, rất là hãnh diện, tại vì mình muốn giới thiệu đến cái gian hàng áo dài Việt Nam để cho tất cả các bạn trên thế giới đều biết đến. Mình muốn chọn áo dài là tại vì cái áo dài Việt Nam truyền thống rất là hay, đường nét thì kín đáo nhưng mình bận lên thì nó phô ra cái dáng rất là đẹp, thùy mị, đoan trang, nói chung là nó thể hiện hết cái tính cách của con người Việt Nam. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến bên cạnh Hoài Sa ngay bây giờ là anh Long Uông, là người sáng lập cũng như là người điều hành một ứng dụng trên phone có tên là VinaCircle. Và ngay bây giờ Hoài Sa xin được trò chuyện với anh Long. Hoài Sa xin chào anh Long. Và thưa anh Long, đây có phải là lần đầu tiên mà anh đưa cái áo VinaCircle của mình đến với Asia Festival hay không? Không, năm này là năm thứ hai. VinaCircle, trước hết là tên VinaCircle, Vina là Việt Nam, Circle là vòng tròn kết nối những gì hấp dẫn nhất và đẹp nhất trong liên quan tới người Việt Nam. Và VinaCircle hiện tại cũng có làm web và app. Thì trong app web thì có City Guide, Daily News, Classified Ads, Local Events, Food and Drinks. Thì VinaCircle thiết kế này đây thì cũng đặc biệt. Đặc biệt nhất là cho người cộng đồng Việt Nam, thì hy vọng cộng đồng ủng hộ xem download VinaCircle app. Xin chào quý vị, tôi là Lập Ngô, họa sĩ ở Allen, Texas. Hôm nay là tự vì Asian Festival, thành ra tôi mới chọn mấy đề tài mà tôi vẽ hồi ở Việt Nam, qua thăm Việt Nam. Chẳng hạn như là mấy em bé chăn trâu đây, hay là dẫn trâu về nhà buổi chiều. Rồi đây phần nhiều tôi là vẽ làng mà sơn dầu. Lý do nào mà chú muốn trưng bày những sản phẩm, những tác phẩm của mình đến với Asia Festival ngày hôm nay? Tại vì hội họ yêu cầu tôi triển lãm, bởi vì là với lại tôi muốn mấy người Việt Nam hay là Á Châu ở đây, mấy trẻ em, bởi vì tôi dạy vẽ mấy trẻ em rất là nhiều. Hồi xa vừa đến cho quý vị những hình ảnh trong sự kiện Plano Asia Festival được tổ chức thường niên, và hy vọng qua sự kiện này quý vị sẽ hiểu rõ hơn về những nét đẹp truyền thống văn hóa của các nước đến từ Á Châu. Một lần nữa, Hồi xa chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Hồi xa tường trình từ Plano, Texas.